Thần kinh ngoài biên là các dây thần kinh truyền tín hiệu từ não và tủy sống đến cơ, cơ quan và mô cơ thể khác nhau. Tổn thương thần kinh ngoài biên gây ra các triệu chứng khác nhau ở rất nhiều bộ phận khác nhau trên cơ thể. Có thể là tê bì, đau nhức, mất cảm giác, đau thắt ngực hay choáng váng. Vậy tổn thương dây thần kinh ngoài biên nguy hiểm như thế nào? Phát hiện và điều trị ra sao? Ai là đối tượng có nguy cơ cao? Tìm hiểu kiến thức về bệnh lý thần kinh ngoài biên qua chương trình Sống Khỏe hôm nay. Bệnh nhân này bắt đầu xuất hiện các triệu chứng đau nhức, tê bì chân tay từ hơn một năm nay. Các triệu chứng xuất hiện ngày càng rõ rệt ở bàn tay, bàn chân, đôi lúc mất cảm giác. Thời gian gần đây, bệnh nhân đôi lúc đi lại không vững và hay choáng váng. Tôi bị 5 năm rồi, mà cái này bị đục tuyến thể nữa. Bị đục tuyến thể là sau khi bệnh viện Huế là thấy thủy tinh rồi mà chưa thấy rõ. Là bị đái tháo đường là bị đục tuyến thể đó. Chưa mình làm việc nặng được, sức khỏe là... Nhiều khi mình đi là cái chân yếu. Bằng những phương pháp chẩn đoán lâm sàng khác nhau, các bác sĩ xác định đây là một trường hợp đặc thù của tổn thương thần kinh ngoài biên. Những triệu chứng này xuất hiện khá rải rác và tương đồng với những bệnh lý khác nhau. Vì vậy, bệnh nhân thường hay bỏ qua và chỉ đi khám khi nó thực sự gây ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Đây là một bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường 5 năm rồi. Thì trong vòng 1 năm trở lại đấy, bắt đầu khởi phát với các cái rối loạn cảm giác ở bàn chân hai bên, sau đó là đến bàn tay hai bên. Mà rối loạn cảm giác là kiểu là bệnh nhân giảm cảm giác so với trước đây, tức là và thỉnh thoảng là bệnh nhân đi là cảm giác là mang dép, nhưng mà như lúc cũng cảm nhận được mình đang mang, và thậm chí là dép rất là ngói luôn. Thì cái rối loạn cảm giác này nó theo kiểu là mang găng và mang vỡ, có nghĩa là từ ngang cổ chân đi xuống bàn chân và cổ tay xuống bàn tay. Cái đây là một cái biểu hiện rối loạn cảm giác, vị trí điển hình của bệnh lý thần kinh ngoài biên. Trong bối cảnh tiểu đường thì đây là một bệnh chứng thần kinh ngoài biên sau gốc đồi xứng. Khám lâm sàng thì thấy bệnh nhân có, thứ nhất là có cơ lực có giảm ở chi trên và chi dưới, chủ yếu ở đoạn xa. Thứ hai, bệnh nhân có giảm và mất phản xạ gân xương. Thứ ba, bệnh nhân có giảm cảm giác nóng, gồm cảm giác sơ, cảm giác nhiệt. Bệnh nhân có giảm cảm giác sâu, chủ yếu đó là cảm giác tư thế vị trí. Và đồng thời là bệnh nhân ngoài ra còn có cảm giác chủ quan, là bệnh nhân có tê bì. Mặc dù chưa có các cái triệu chứng như là chấm dứt kiện bò hoặc là đau, nhưng mà triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân cũng khá và là đầy đủ của một cái rối loạn thần kinh ngoài biên. Các triệu chứng của bệnh thần kinh ngoài biên phụ thuộc vào vị trí dây thần kinh và sợi thần kinh bị ảnh hưởng, vì vậy có thể xuất hiện cảm giác đau và tê ở ngón tay, chân hoặc mất cảm giác, không cảm nhận được nóng lạnh. Tổn thương cũng có thể gây ra khó khăn cho việc điều khiển các cơ bắp. Đôi khi các thao tác đơn giản như cài nút áo cũng trở nên khó khăn, cơ bắp co giật hoặc co cứng hay teo lại. Cái tê là méo miệng, mở cửa ra, đến 5 năm rồi. Mở cửa ra mà gió ngang bằng ngang, mấy mắt nhắm, ăn nhắm nhảy á. Mà gì nói đi là cổ lục, cái uống nước không được. Nó 5 năm rồi, chứ tê tay tê chứ. Mình đi không được, đi đứng khó khăn lắm. Bệnh lý dây thần kinh ngoài biên có thể gây ra các vấn đề về tim mạch hay tiêu hóa, khiến người bệnh bị ớ nóng, khó tiêu hoặc choáng váng hay đau thắt ngực. Ngoài các triệu chứng điển hình trên, tổn thương thần kinh ngoài biên còn có thể gây các trở ngại khác về sinh lý hay các vấn đề về bàng quang. Theo các bác sĩ chuyên khoa thần kinh, bệnh lý thần kinh ngoài biên xuất hiện ở các đối tượng có nguy cơ cao như chấn thương, rối loạn chuyển hóa, mà đặc biệt là đái tháo đường, nhiễm trùng hoặc các chứng viêm khác nhau. Bệnh lý thần kinh ngoài biên tuy khó có thể gây tử vong, nhưng là ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt hàng ngày cũng như chất lượng sống của bệnh nhân. Việc thao tác không vững cũng có thể gây ra những tai nạn nguy hiểm khác nhau. Vì vậy, cần chủ động tiến hành các thăm khám kịp thời, đặc biệt là các đối tượng nguy cơ cao.
Thưa quý vị và các bạn, đã bao giờ quý vị và các bạn gặp phải những triệu chứng rối loạn như là tê bì, đau nhức ở chân tay hoặc là vận động cầm nắm khó khăn và chóng mặt? Đó có thể là bệnh lý thần kinh ngoài biên xảy ra khi mà dây thần kinh ngoài biên bị tổn thương, đặc biệt là với những người có sẵn bệnh nền như là bệnh đái tháo đường, ngộ độc hay là nghiện rượu. Về bệnh lý dây thần kinh ngoài biên nguy hiểm như thế nào, cách dự phòng và phát hiện ra sao, chúng tôi đã mời đến trường quay ngày hôm nay Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đình Toàn, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu và Đột quỵ, giảng viên Bộ môn Nội thần kinh, Trường Đại học Y Dược Huế. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trước hết rất là cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đình Toàn đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ, hệ thần kinh ngoài biên của cơ thể có tác dụng gì và tại sao nó lại dễ bị viêm hay là bị tổn thương? Như chúng ta biết là hệ thần kinh của con người cấu nguồn có hai phần, hệ thần kinh trung ương và hệ thần kinh ngoài biên. Hệ thần kinh trung ương bao gồm não bộ và tủy sống, còn hệ thần kinh ngoài biên tức là các cái dây thần kinh nó đi ra từ tủy sống, nó chi phối cho chân tay và các cái cấu trúc bên ngoài cơ thể, da cơ chẳng hạn, và nó phụ trách cho hai cái hoạt động chính, đó là hoạt động vận động và hoạt động cảm giác. Bên cạnh đó cũng có một cái phần nữa, đó là hệ thần kinh tự động, tức là các cái sợi thần kinh của hệ tự động là chi phối cho các cái cơ quan, đặc biệt là các cái cơ trơn và các cái tuyến như là tuyến mồ hôi, tuyến lề, các cơ trơn là cơ tim, hô hấp, hoặc là cơ dạ dày ruột. Do đó thì tổn thương trong cái bệnh lý thần kinh ngoài biên ấy, thì chúng ta thường là tổn thương các cái cấu phần này. Ngoài ra, hệ thần kinh ngoài biên cũng còn bao gồm là 12 đôi dây thần kinh sọ não, tức là các dây thần kinh đi ra từ thân não và chi phối cho các chức năng của cái phần ngoài sọ, tức là chúng ta còn có là thính giác, thị giác, khứu giác, chức năng của cơ, vận động cơ mặt chẳng hạn, vân vân. Thì nói đến bệnh lý thần kinh ngoài biên thì chúng ta nói đến cả cái tổn thương của hệ thần kinh mà như chúng tôi vừa mới trình bày. Tổn thương đó có thể là một tổn thương do chèn ép gây nên bệnh lý thần kinh cục bộ. Tổn thương đó có thể là lan tỏa trong bối cảnh của một cái viêm nhiễm, tức là trong trường hợp nhiễm trùng, trong trường hợp bị nhiễm virus. Trong trường hợp bệnh nhân có thể tổn thương do các bệnh lý từ miễn, hoặc là bệnh nhân bị tổn thương do các cái độc chất, hoặc là do các cái trường hợp biến dưỡng như bệnh nhân nghiện rượu hoặc bệnh nhân suy dưỡng, và một số trường hợp đó là bệnh nhân trong bối cảnh là bệnh nhân bị cả cái bệnh lý rối loạn chuyển hóa, mà điển hình đó là đái tháo đường. Ngoài ra có một tỷ lệ cũng tương đối, đó là cả cái nguyên nhân mà liên quan tới di truyền, một số khiếm khuyết của di truyền sẽ dẫn đến cái tổn thương dây thần kinh và bệnh nhân sẽ bị hiện ra các cái bệnh lý của dây thần kinh. Dạ vâng, vậy thì điều gì sẽ xảy ra khi mà hệ thần kinh ngoài biên của cơ thể bị tổn thương, thưa bác sĩ? Vâng, thì khi mà hệ thần kinh ngoài biên của chúng ta mà bị tổn thương thì trước hết đó là chúng ta sẽ có các cái biểu hiện là rối loạn về hệ cảm giác và sau đó là hệ vận động. Thì bởi vì hệ thần kinh ngoài biên phụ trách cái tiếp nhận và dẫn truyền các tín hiệu thần kinh, chúng ta biết ví dụ chẳng hạn như đơn giản là chúng ta muốn nói rằng chúng ta nắm cái tay lại, thì khi chúng ta suy nghĩ trong đầu chúng ta muốn nắm tay lại, vâng, thì thần kinh đầu tiên đó là sẽ kích hoạt cái đường dẫn truyền thần kinh ở trung ương, và sau đó nó sẽ qua cái đường dẫn truyền đi ra ngoài biên tới tủy sống, rồi từ tủy sống theo dây thần kinh nó đi đến cơ và chúng ta sẽ nắm tay lại. Vâng. Thì chính vì vậy mà tín hiệu thần kinh đi từ trung ương tới từng tầng cơ xương khớp nó phải liên tục. Nếu không liên tục thì nó sẽ gây ra cái trên lâm sàng chúng ta sẽ bị yếu liệt. Dạ vâng. Và nếu yếu liệt ở trung ương thì chúng ta cũng liệt, mà yếu liệt ngoài biên chúng ta cũng liệt. Nhưng mà hai cái nguyên nhân mà trung ương ngoài biên thì trên lâm sàng, khi khám lâm sàng thì bác sĩ có thể phân biệt được. Dạ vâng. Tuy nhiên trong cái chương trình hôm nay chúng tôi muốn nói đến cái tổn thương hệ thần kinh ngoài biên. Vậy khi tổn thương hệ thần kinh ngoài biên, bệnh nhân sẽ bị hiện các triệu chứng gì? Đó là trước hết và rất là thông thường, đó là bệnh nhân sẽ biểu hiện các cái rối loạn cảm giác là triệu chứng đầu tiên. Triệu chứng đầu tiên là các cái rối loạn cảm giác mang tính chủ quan. Ví dụ là bệnh nhân bắt đầu cảm giác là tê bì, cảm giác đầu chân tay lạnh, rồi cảm giác bệnh nhân họ cảm giác chấm chích chuyển bò hoặc là dị cảm, hoặc là họ cảm giác giống như là tay mình nó bị bỏng.
Nhưng thật ra họ không có bị bỏng gì cả. Và sau đó thì sẽ tiến dần tới là họ bị giảm cái cảm giác gọi là khách quan. Khách quan nghĩa là bác sĩ khám bệnh là nhận ra được họ giảm cảm giác bằng cái cách khám đó là chúng ta khám cả cái cảm giác nóng và cả cảm giác sâu. Cảm giác nóng là gồm có cảm giác sờ, rồi cảm giác đau, rồi cảm giác nhiệt độ, tức là coi thử là bệnh nhân có cảm nhận được cái phân biệt giữa cái nóng và cái lạnh hay không. Ngoài ra thì cũng có cái cảm giác đó là nhận biết đồ vật. Ví dụ đưa cho bệnh nhân một cái vật gì đó, người ta cầm, người ta có thể nhắm mắt lại, người ta sờ cái vật đó và có thể nhận ra được đó là vật gì hay không. Thường ví dụ chúng ta đưa cho bệnh nhân một cái hộp thuốc lá hoặc là một cái cây bút hoặc cái mắt kiếng chẳng hạn. Thì triệu chứng tiếp theo nếu diễn tiến đó là bệnh nhân bắt đầu có các rối loạn vận động. Lúc đầu là bệnh nhân cảm giác yếu, sau đó dần dần sẽ dẫn đến là bệnh nhân sẽ yếu tăng dần và dẫn đến là liệt, bệnh nhân sẽ không đi được, hạn chế vận động. Và đặc biệt nữa, một cái biểu hiện của triệu chứng thần kinh ngoài biên mà rất hay gặp nữa đó là đau. Bệnh nhân rất đau, có cảm giác đau sâu, có khi là đau nhói, khi đau như điện giật, cảm giác đau sâu, đau lan tỏa và thường có thể đau dọc theo chiều dài của sợi dây thần kinh. Và cái đau đó thường rất là khó chịu bởi vì bệnh nhân hoàn toàn không đáp ứng với các thuốc giảm đau thông thường. Và chính cái triệu chứng đó làm cho bệnh nhân sẽ giảm cái chất lượng cuộc sống. Vậy thì nếu như mà không phát hiện và điều trị sớm thì bệnh lý thần kinh ngoài biên nó sẽ gây ra những cái tác hại hay là những cái biến chứng gì ạ? Thật ra bệnh lý thần kinh ngoài biên không gây chết người, giống như bệnh lý thần kinh trung ương. Dù bệnh lý thần kinh trung ương chúng ta có đột quỵ đó, bệnh nhân chết, có thể tử vong. Bệnh lý thần kinh ngoài biên không gây tử vong nhanh, nhưng ngược lại nó sẽ gây ra cái di chứng khá nặng nề. Đó là gì? Đơn cử như chúng ta biết rằng là bệnh lý thần kinh ngoài biên có thể chia làm mấy nhóm chính như sau. Một, đó là bệnh lý thần kinh ngoài biên do chèn ép, tức là bệnh đơn dây thần kinh. Ví dụ chúng ta có hội chứng ống cổ tay do cái thần kinh giữa nó bị chèn ép ở đoạn cổ tay này. Ở những người mà làm những công việc mà gấp cổ tay liên tục, ví dụ như mà mấy người mà làm nghề chặt thịt á, hoặc là thậm chí là thư ký văn phòng người ta để người ta đánh máy liên tục này, cũng bị ép ở đây. Hoặc là những người mà chạy xe máy, chạy đường dài, người ta phải giữ lâu như này. Thì khi ép như này lâu sẽ dẫn đến cái tổn thương dây thần kinh và dẫn đến nó teo và mất vận động cái tay này và người ta sẽ không cầm nắm được. Hai nữa là những trường hợp ví dụ chẳng hạn bệnh nhân bị ép ở trên này dẫn đến tổn thương thần kinh quay mà cuối cùng là họ liệt cả tay, mà liệt thì cuối cùng là mất vận động, dẫn đến họ không sử dụng được cái tay này. Thì cái tiến triển của bệnh thần kinh ngoài biên dẫn đến yếu liệt, và khi yếu liệt dẫn đến bệnh nhân tàn phế. Mà một khi tàn phế thì đó chính là cái gánh nặng của chính cá nhân bệnh nhân, của gia đình và của xã hội, cũng như rằng là của hệ thống y tế. Do đó cái vấn đề đó là làm sao chúng ta phải tầm soát và nhận diện sớm các cái biểu hiện của bệnh lý thần kinh ngoài biên, đặc biệt là trên những cái bệnh trường hợp là những bệnh nhân có các cái bệnh nền, ví dụ hoặc là các yếu tố nguy cơ trường diện như là bệnh nhân nghiện rượu, bệnh nhân thường xuyên tiếp xúc với độc chất, ví dụ chẳng hạn là môi trường mà nhiễm độc chì, nhiễm độc arsenic chẳng hạn, hoặc là bệnh nhân bị tiểu đường, thì cái đó rất là quan trọng. Đó là chưa kể rằng là bên cạnh biểu hiện vận động và cảm giác thì bệnh nhân còn tổn thương cái hệ thần kinh tự động. Mà ví dụ trên một bệnh nhân tiểu đường chẳng hạn, bệnh nhân sẽ bị cái biến chứng là biến chứng thần kinh tự động, thì dẫn đến là bệnh nhân sẽ ảnh hưởng rất là nhiều, rối loạn về chức năng bàng quang, làm cho bệnh nhân đại tiểu tiện không tự chủ, rối loạn chức năng cơ tròn, bệnh nhân sẽ đại tiện không tự chủ, rồi chức năng của sinh dục dẫn đến bệnh nhân sẽ bị mất khả năng sinh dục, vân vân. Rồi bệnh nhân sẽ luôn luôn trong cái bối cảnh đó là hồi hộp, mệt ngực, lo âu, vân vân. Thành ra tập hợp tất cả yếu tố đó làm cho bệnh nhân chúng ta thấy rằng là gì, trên một bệnh nhân sẽ dẫn đến một cái chất lượng sống nó sẽ giảm rất là nhiều. Và cuối cùng dẫn đến đó là bệnh nhân bị tàn phế. Và gần như là không có khả năng có thể trở lại những công việc hoặc là lao động bình thường. Thật ra đây là một cái mạng bệnh nó rất là lớn, tiềm tiền rất lớn trong biến chứng thần kinh, ở biến chứng của đái tháo đường, đó là bệnh lý bàng chân đại đường. Mà chúng ta biết biến chứng bàng chân đại đường, cái hậu quả cuối cùng đó là cắt cụt chi. Có những bệnh nhân là tháo các ngón, xong tháo khớp bàng chân, xong tháo khớp cổ chân và thậm chí tháo khớp hàng luôn. Dẫn đến cuối cùng là bệnh nhân sẽ tàn phế hoàn toàn. Đó chính là những cái di chứng nguy hiểm
của cái bệnh lý thần kinh ngoại biên. Dạ vâng. Vậy thì ngoài những cái người có nguy cơ bệnh lý nền như là bệnh đái tháo đường như trong phòng sự chúng tôi vừa nêu và như bác sĩ vừa nêu, thì ngoài ra có những cái đối tượng nào khác có nguy cơ cao là mắc cái bệnh lý này ạ? Những đối tượng mà thường mắc bệnh lý thần kinh ngoại biên, dạ vâng, thì như chúng tôi nói đó, có nắm cái nhóm chính. Ngoài cái nguyên nhân do cả bệnh lý chuyển hóa như là đái tháo đường hoặc là bệnh porphyry, thì khá nhiều trường hợp đó là liên quan tới chuyện biến dưỡng, tức là bệnh nhân bị suy dưỡng. Dạ vâng. Những đối tượng như là phụ nữ có thai bị suy dinh dưỡng, người lớn tuổi suy dinh dưỡng, thiếu vitamin B1. Dạ vâng. Cái quan trọng ngày xưa trong thời kỳ chiến tranh thì cái hội chứng beriberi chúng ta biết do thiếu vitamin B1 mà bệnh nhân bị hiện bằng ba cái hội chứng chính. Đó là một là hội chứng thần kinh ngoại biên, hai là hội chứng phù, và ba là hội chứng suy tim. Dạ vâng. Thì mà trở thành một cái bệnh lý rất là nổi tiếng. Thứ hai là nghiện rượu, những người uống rượu lâu năm rất dễ bị bệnh lý thần kinh ngoại biên. Mà có hai cơ chế, một là bản thân ethanol gây độc trực tiếp trên dây thần kinh, thứ hai bản thân người uống rượu là đi kèm với cái chuyện biến dưỡng, tức là đi kèm với chuyện là gì, là họ sẽ ít ăn. Dạ vâng. Nên suy dưỡng và thiếu chất, đặc biệt là thiếu vitamin B1 nữa. Vâng. Nên làm đẩy nhanh cái tiến trình là tổn thương cái bao dây thần kinh và dẫn đến bệnh lý thần kinh ngoại biên do độc chất, ví dụ chẳng hạn làm việc trong môi trường mà bệnh nhân có tiếp xúc với chì. Dạ vâng. Hoặc là quá uống nguồn nước mà bị nhiễm chì hoặc nhiễm arsenic. Dạ. Thì đều có thể gây nên bệnh lý thần kinh ngoại biên. Hoặc là bệnh nhân sử dụng thuốc dài ngày, đặc biệt là cả cái thuốc ví dụ như là INH. Yeah. Là cái thuốc mà isoniazid, là thuốc kháng lao đó. Yeah, vì thường bình thường bệnh nhân phải uống từ 6 đến 8 tháng, thành ra rất là dễ gây nên cái bệnh lý thần kinh ngoại biên. Bên cạnh đó thì nguyên nhân chuyển hóa như chúng tôi đã nói rồi, thì còn có một nhóm nguyên nhân nữa là liên quan tới di truyền. Yeah, vâng. Ví dụ như là bệnh nhân bị bệnh Sarcomatous hoặc là bệnh Dejerinsota, thì những cái bệnh đó do khiếm khuyết về cái gen, thành ra dẫn đến là tổn thương dây thần kinh. Ngoài ra thì có trong cái bím đá dây thì có thêm một hội chứng là đá dây đá rễ thần kinh. Vâng. Mà chúng ta hay gọi là bệnh Guillain-Barré. Thì bệnh này thường là liên quan tới cái nhiều nhiễm virus, tức là sau khi bệnh nhân khoảng như một tuần hoặc hai tuần nhiễm virus, mình hay gọi cảm cúm đó. Dạ vâng. Thì sau đó bệnh nhân sẽ bị hiện triệu chứng bằng cách là tê yếu liệt từ chi dưới lan lên chi trên, và có thể là liệt cơ hô hấp. Một số trường hợp là bệnh nhân có thể tử vong. Dạ vâng. do gọi là siêu hấp, do liệt cơ hấp, thì đây là một trong những nguyên nhân mà có thể gây tử vong ở bệnh lý thần kinh ngoại biên, đó là bệnh Guillain-Barré. Dạ vâng. Vậy thì chúng ta cần phải làm gì để mà dự phòng sớm các bệnh này, đặc biệt là với những cái bệnh nhân mà có sẵn bệnh lý nền như là bệnh đái tháo đường chúng tôi vừa nêu ạ? Để dự phòng thì bắt buộc chúng ta phải làm sao chúng ta khống chế các yếu tố nguy cơ đó. Dạ vâng. Đó gì chúng ta ngăn ngừa, giảm các yếu tố nguy cơ, các liên quan đến thói quen, ví dụ giảm uống rượu, không uống rượu, vâng, thuốc lá, chúng ta giảm cẩn thận khi dùng các cái thuốc, đặc biệt các thuốc mà có nguy cơ ảnh hưởng, vâng, tránh các cái công việc hoặc là các môi trường mà bị ô nhiễm. Rồi nếu mà bệnh nhân bị tiểu đường thì bắt buộc phải kiểm soát đường huyết tốt, vâng, và thường xuyên kiểm tra và để ý các cái triệu chứng sớm của bệnh lý thần kinh ngoại biên, để đi khám sớm và được chẩn đoán cũng như điều trị sớm, thì sẽ hạn chế được tiến triển của bệnh lý thần kinh ngoại biên. Ngoài ra cần để ý đặc biệt những bệnh nhân có bệnh lý mãn tính và bệnh nhân lớn tuổi, thường ta nên kiểm tra cái vitamin B1, nồng độ vitamin B1 hoặc là vitamin B12, vâng, để bổ sung cho bệnh nhân. Bởi vì thiếu cái đó sẽ dẫn đến hai chuyện, một là bệnh lý thần kinh ngoại biên, hai nữa là bệnh nhân sẽ có biểu hiện của sa sút trí tuệ. Dạ vâng. Thế thành ra thì ngoài ra đối với người trẻ thì tránh các cái tư thế mà gây ép dây thần kinh, ví dụ chẳng hạn chúng ta người cái công việc. Dạ vâng. Mà chúng ta gấp cổ tay hoặc ngửa cổ tay quá mức, tránh các cái tư thế mà ngồi chúng ta trẹo chân. À. Bởi vì dây thần kinh nó đi qua giữa cái khớp chân mà. Dạ. Ta ngồi như vậy sẽ chèn ép dây thần kinh. Dạ vâng. Và dẫn đến một cái hội chứng người ta gọi là hội chứng bàn chân rù, tức là liệt dây thần kinh là cái chân nó rù xuống này không còn nhấc lên được. Và như vậy ngoài ra thì cái hoạt động thể lực vừa phải, đi bộ nhiều, tránh các tư thế ngồi nhiều hoặc là tư thế xấu thì cũng giảm các nguy cơ tiến triển của bệnh lý thần kinh. Thì đó là các cái phương pháp mà chúng ta
sơ bộ ha, chúng ta có thể dự phòng các cái bệnh lý cũng như cả tiến triển của bệnh lý thần kinh ngoại biên ở những người có các yếu tố nguy cơ cũng như ở những người mà có các cái bệnh nền. Một lần nữa rất là cảm ơn những cái thông tin hữu ích mà Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đình Toàn đã đưa ra trong chương trình ngày hôm nay. Và chương trình Sống Khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.